Gương anh dũng ngàn xưa lưu để, đất Cao Bằng tú khí trung linh, trời Nam có đức thánh linh, họ Nùng đệ bát hùng anh tuyệt vời. Đền thờ Nùng Chí Cao, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng là một ngôi đền linh thiêng, là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách trải nghiệm du lịch tâm linh, cầu phúc, bình an. Ngôi đền đã được công nhận là di tích cấp tỉnh, là một trong những điểm di sản văn hóa thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Trên đất Cao Bằng, đền thờ Nùng Chí Cao được nhân dân lập ở nhiều nơi như ở các huyện Hòa An, Hà Quảng, Thông Nông, Quảng Uyên, suy tôn ông như một vị anh hùng dân tộc và được thần thánh hóa như một vị thần nông. Trên tuyến đường tham quan này, du khách sẽ có dịp đến với đền thờ Nùng Chí Cao ở xóm Cốc Vườn, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng. Đền được xây dựng trên một gò đất cao dựa vào dãy núi Phía Mã vững chắc tựa bức tường thành. Trước mặt trông ra sông Tả Cọn, một nhánh thượng nguồn sông Bằng. Theo người dân địa phương, núi Phía Mã có hình một con ngựa hướng về phía đền, vì thế khi làm lễ cầu khấn, linh hồn thần vương Nùng Chí Cao sẽ phi ngựa từ trên trời về để ủng hộ thần dân được an lành. Nùng Chí Cao là nhân vật lịch sử đại diện cho ý chí và sức mạnh của các dân tộc vùng cao chống lại các thế lực thống trị phong kiến. Tên tuổi, hình ảnh Nùng Chí Cao được ghi lại rất sâu đậm trong sử sách cũng như trong tâm thức của người dân địa phương. Không những chỉ ở các địa bàn tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang mà còn ở một số nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Năm 1041, Nùng Chí Cao được nhà Lý phong làm châu mục Quảng Nguyên, cai quản một vùng đất rộng lớn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Năm 1043, ông được nhà Lý ban tước Thái Bảo, một trong ba chức quan cao nhất thời Lý, và được ban đô ấn. Ông đã nhiều lần tổ chức lực lượng chống lại quân Tống, bảo vệ biên giới quốc gia Đại Việt. Khi Nùng Chí Cao tử trận, vua Lý rất mực thương xót, truyền cho nhân dân lập đền thờ và đặc chiếu báo phong hàm Khâu Sầm Đại Vương. Các triều sau đều ra phong cho ông Mỹ Tự Khâu Sầm Thế Thế, An Dân Án Ngoại, Ninh Thùy Trấn Dịch, Anh Nghị Quả Đoán, Hiển Ứng Thùy Hưu, Hộ Quốc An Dân Đại Vương. Thái Bảo Nùng Chí Cao là một biểu tượng dũng tướng của Việt Nam, là niềm tự hào của người dân Cao Bằng. Tượng chiến sĩ họ Nùng được dựng lên ở miền biên giới Việt Hoa, quanh năm hương khói, tay cầm gươm tuốt trần, ngồi trên con thần má như sẵn sàng chống lại người phương Bắc muốn dòm ngó phương Nam. Ngày giỗ Nùng Chí Cao là ngày 9 tháng Giêng âm lịch, cũng là lễ hội Sóc Giang, huyện Hà Quảng. Đền thờ Nùng Chí Cao được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh theo quyết định ngày 26 tháng 12 năm 2011.